để trao đổi cũng như có những cái thông tin để chia sẻ với tất cả các bạn đồng nghiệp. Và một lần nữa xin cảm ơn thầy Châu cùng với các quý thầy cô. Xin cảm ơn các thầy. À, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng đã trình bày xong cái phần thứ ba. Bây giờ thì có một số câu hỏi dành cho các thầy cô giảng viên chiều nay. Nhất là có một câu hỏi xin các thầy chia sẻ kinh nghiệm trị trẻ em. Tôi cũng biết là thầy Thạch với thầy Dũng và thầy Sơn thì chắc cũng không có điều trị trẻ em nhiều, nhưng mà các cũng đề nghị các thầy cứ có cái phần kinh nghiệm gì thì trong quá trình làm việc của mình có gặp những bệnh nhi thì có thể chia sẻ thêm. Dạ vâng, xin thầy Châu là em chia sẻ trước được không ạ? Vâng, mời thầy Dũng. Dạ vâng, thì cũng báo cáo thầy Châu cùng với các thầy cô là thì trong cái đợt dịch của vừa qua thành phố Hồ Chí Minh thì chúng em không ở bệnh viện dã chiến 16 và trung tâm hồi sức thì không tiếp nhận các trẻ em. Nhưng mà trong cái đợt dịch của hồi Tết thì chúng em có xuống Hải Dương và cũng có được điều trị hơn 60 trẻ em nhiễm COVID ở Hải Dương. Thì có một cái thì chúng em cũng cũng chia sẻ như thế này, tức là bởi vì bản chất của cái diễn biến bệnh là phụ thuộc vào sau khi con virus xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ gắn với các cái thụ thể ACE2 ở trên bề mặt các tế bào. Mà ở trẻ em thì các cái thụ thể ở trên cái bề mặt các tế bào nó rất ít hơn so với ở người lớn. Cho nên thì diễn biến của trẻ em thì nó sẽ nhẹ hơn so với người lớn. Và như vậy thì thực tế ở gần 60 bệnh nhân ở dưới Hải Dương thì chúng em thấy là đại bộ phận bệnh nhân thì ở cái diễn biến mức độ nhẹ và mức chỉ độ không triệu chứng và mức độ nhẹ, chủ yếu vào với có các cái biểu hiện kèm theo của viêm viêm nong đường hô hấp trên kèm theo và không có trụ phổi lên thì cũng chỉ có khoảng độ 2-3% là có tổn thương phổi, còn tất cả các bệnh nhân thì gần như không có tổn thương phổi. Và diễn biến thì chủ yếu là điều trị triệu chứng của bệnh nhân là chính. Và ở cái thời gian đó thì cũng không có bất kỳ một cái loại thuốc kháng virus nào có thể sử dụng ở trên trẻ em. Cho nên chúng em hồi đó thì chúng em cũng không sử dụng thuốc kháng virus mà chủ yếu điều trị triệu chứng. Kèm theo là phát hiện sớm các cái biểu hiện của viêm nong đường hô hấp trên do các loại vi khuẩn để sử dụng kháng sinh. Và như vậy với cái việc điều trị trong khoảng 59 ngày đêm ở Hải Dương thì toàn bộ các cái cháu đều diễn biến tốt và đều không có xảy ra các cái diễn biến gì bất thường. Các cái xét nghiệm máu ở trong các bé đó thì nếu không có tổn thương nếu không có viêm đường hô hấp do vi khuẩn thì các xét nghiệm cũng đều ở trong cái giới hạn bình thường và cũng không có cái trường hợp nào mà xảy ra cái tình trạng là rối loạn đông máu mà ở trên xét nghiệm bằng dimer cũng như tiểu cầu thấp. Đấy là và như vậy thì cũng một số các cái báo cáo ở trên thế giới thì nhận thấy là ở các báo cáo thế giới thì cũng thấy là ở trẻ em thì cái diễn biến cũng rất là nhẹ, cũng tương ứng với các cái diễn biến của Việt Nam thôi. Em xin báo cáo hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Dũng. Cũng có một câu hỏi dành cho bác sĩ Thạch. Đã được hỏi trên chatbox đấy, thầy có thể trả lời vắn tắt lại về cái tỷ lệ bệnh nhân tuyến 3 được ký vi khuẩn dương tính với khuẩn đa khoáng, đa kháng thuốc. Vâng, kính thưa thầy Châu, thưa các quý vị đồng nghiệp. Thì có một bác sĩ ở Bình Dương anh có hỏi về cái tỷ lệ vi khuẩn mà các tuyến 2, tuyến 3 chuyển lên đa kháng ấy. Thì thực ra là cái số liệu mà để đấy thì bọn em sẽ phải có cái bên chỗ vi sinh thì đang làm đề tài, đang tổng kết, thì chị tiến sĩ Nhung ở vi sinh đang tổng kết cái số liệu đấy và sẽ chắc là trong thời gian ngắn thì sẽ có báo cáo về cái số liệu chính thức. Nhưng tuy nhiên là cái mà trong quá trình làm việc thì bọn em thường xuyên cũng cũng có ý kiến là cảnh báo qua kênh này hay kênh khác để cho các đồng nghiệp của mình cũng hiểu rõ hơn về về cái môi trường vi khuẩn của bệnh viện mình hoặc là cái trung tâm dã chiến, bởi vì rất nhiều này. Nhưng nổi bật nhất là các vi khuẩn gram âm như E. coli, Klebsiella, rồi thậm chí trực khuẩn màu xanh và Acinetobacter baumannii đều kháng hết tất cả kháng sinh trừ colistin. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là nhiễm nấm. Thì chúng em phát hiện ra rất nhiều ca nhiễm nấm máu. Trong số mấy ca giai đoạn sau, có là cái tháng 9 ấy, cấy được triển khai cấy nấm ấy, thì có 50 ca nhiễm nấm dương tính. Cho nên thì những ca nhiễm nấm này thì đấy là những cái gọi là cấy dương tính.
thì cái tỷ lệ dương tính trên tổng số bệnh nhân bao nhiêu thì chúng em sẽ báo cáo lại, cái này thì chắc chắn là sẽ có số liệu đấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên là cái nấm thì nó nổi bật là nấm Candida albicans, Candida tropicalis và thỉnh thoảng có một số ca nhiễm Aspergillus. Nhưng tuy nhiên khi về mặt thông khí nhân tạo ấy, thì khi mà thở máy cho bệnh nhân COVID mà để ống nội quản thở máy thì bạn em thấy có một cái điểm bất thường là bệnh nhân này thì lúc đầu tưởng là tỷ lệ V trên Q nó bất thường, nó thông khí phút từ 12 13 lít nhưng mà bệnh nhân vẫn bị toàn hấp, thậm chí có những bệnh nhân thở máy với thông khí phút 16 lít nhưng bệnh nhân vẫn nhiễm toàn hấp, CO2 vẫn tăng 70 80. Thì cũng nghĩa là những trường hợp này thì có những cái điểm mà mình không giải thích được. Và thầy Châu làm về hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thầy thấy rất rõ là bệnh nhân bị nhiễm Aspergillus là một trong vấn đề rất rất nan giải mà bọn em cũng đã soi phế quản thường xuyên và thấy giảm mạch. Ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì họ nhìn thấy cái tỷ lệ nhiễm nấm của Aspergillus ở trên bệnh nhân COVID khoảng 15-25%. Nên người ta cũng soi phế quản, người ta thấy giảm mạch rất nhiều, thì các bác sĩ cũng thấy. Và các nghiên cứu trên thế giới thì có nghiên cứu ở Đức, nghiên cứu ở Trung Quốc và nghiên cứu ở một số nước thì cũng tỷ lệ nhiễm nấm thì nó cũng khoảng tầm khoảng 20-25%. Cái này nên bệnh nhân COVID nặng và COVID thở máy. Thì có nghĩa là gì, chúng ta nếu mà như thế mà chúng ta không có thì không có thuốc thì chắc chắn là sẽ rất nặng nề. Và bên cạnh đấy thì cái thuốc chống nấm ấy, thì các thầy cô cũng biết là nếu mà cái tỷ lệ cái nhóm azone thì nó bị kháng rất nhiều. Đó là thì nhóm azone, cái nhóm như fluconazone và các itraconazone nó kháng rất nhiều. Trong khi đấy thì những nhiễm nấm như Aspergillus thì cái azone không phải là lựa chọn đầu tay vì nó bị nó đã đề kháng tự nhiên. Nên là chúng ta lại không có thuốc chống nấm ngay từ đầu, nên cái đấy là một trong những nguyên nhân góp phần tử vong của chúng ta. Nên chúng ta xin là nên triển khai sớm các cái vi sinh vật ở tất cả các cơ sở điều trị COVID. Vâng, em xin hết. Vâng, cảm ơn chị Thạch. Đúng, khi mà khi bị COVID nặng thì nó cái tình trạng suy giảm miễn dịch chung toàn bộ cơ thể, rồi kết hợp với việc còn chăm sóc y tế dẫn đến chuyển nhiễm mà còn bệnh viện rất là nhiều với các vi khuẩn kháng thuốc. Bây giờ có mấy câu hỏi dành cho thầy Dũng. Thứ nhất là có nên điều trị bệnh nhân chích ngừa vaccine COVID, chắc là vaccine COVID sau 14 ngày và bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không? Bệnh nhân chắc là chích vaccine COVID 14 ngày thì bị nhiễm, thì điều trị chắc là muốn hỏi điều trị thế nào? Thứ hai là có nên phối hợp hai thuốc làm giảm tỷ lượng virus tác động trên hai cơ chế khác nhau không? Và thứ ba là khi mà điều trị kháng virus thì còn theo dõi tải lượng virus để nó hiệu quả không? Mời thầy Dũng. Dạ vâng, báo cáo thầy Châu, mình rất là cảm ơn một câu hỏi rất mà hay và cũng rất là thực tế của bạn. Thì câu hỏi đặt ra là có nên điều trị bệnh nhân chích ngừa vaccine sau 14 ngày và bị nhiễm SARS-CoV-2 không? Tức là với những bệnh nhân ở đây thì câu hỏi này thì tôi cũng sẽ trả lời, không biết là có phải đúng cái nội dung hỏi các bạn không. Với những bệnh nhân mà bị nhiễm SARS-CoV-2 mặc dù đã được chích ngừa rồi thì chúng ta vẫn, khi mà bị nhiễm thì chúng ta vẫn cần phải điều trị. Và như vậy chúng tôi thì các cái bệnh nhân vào chúng tôi đây đánh giá cũng có một số bệnh nhân đã được chích ngừa rồi và chúng tôi khi vào thì chúng tôi vẫn điều trị remdesivir. Bởi vì hiện tại là vào trong chúng tôi thì thường là những bệnh nhân nặng và không phải là những bệnh nhân ở cộng đồng, cho nên chỉ điều trị remdesivir và không điều trị monopiravir. Và sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 thì có cần tiêm vaccine hay không? Nếu mà sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 thì chúng ta đã có một cái miễn dịch rất là nhiều, bởi vì do chúng ta đã nhiễm cả con virus rồi, cho nên sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 thì chúng ta không cần phải tiêm vaccine nữa. Còn sau 6 tháng, sau 12 tháng thì có cần tiêm hay không thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá tất những người bị nhiễm, bởi vì có những trong các cái bệnh lý về mặt virus thì có những bệnh mà vi khuẩn virus thì có những bệnh sau khi bị nhiễm sẽ có miễn dịch bền, ví dụ như quay bị, ví dụ như là thủy đậu thì chúng ta không cần phải tiêm phòng làm gì cả, hay như bị sởi thì chúng ta sẽ không phải tiêm phòng, trừ những người mà có các suy giảm miễn dịch. Còn những cái bệnh mà vi khuẩn virus mà sau khi mắc bệnh vẫn cần phải tiêm phòng, ví dụ như trong uốn ván chẳng hạn, như chúng tôi chỉ phải tiêm phòng. Còn đối với nhiễm SARS-CoV-2 thì cái việc mà sau khi bị nhiễm có tiêm phòng hay không thì chúng ta sẽ cần phải có các cái nghiên cứu, các cái đánh giá và sau đó thì chúng ta sẽ có các cái chỉ định chính thức. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 thì chúng ta không cần phải tiêm phòng vaccine nữa. Cái câu hỏi thứ hai là có nên phối hợp hai thuốc kháng virus để làm giảm tải lượng virus tác động lên hai cơ chế khác nhau.
Thì cũng như các bạn biết đấy, mà các cái loại thuốc bây giờ chúng ta đang sử dụng là dựa trên vào các cái điểm tác động khác nhau. Nhưng mà các cái nghiên cứu ở trên thế giới, trên động vật thực nghiệm cũng như ở giai đoạn lâm sàng 3 thì chúng ta mới chỉ nói về cái việc mà dùng một thuốc kháng virus, một thuốc kháng virus cộng với corticoid, hoặc là có một số cái nghiên cứu nhưng chưa đầy đủ. Chúng ta mới chỉ có cái nghiên cứu ở trên một loại thuốc và chưa có cái nghiên cứu rõ và kết quả rõ ràng về việc phối hợp. Cho nên hiện tại là gì, các cái khuyến cáo ở trên thế giới thì đang đưa cái khuyến cáo là chúng ta chỉ sử dụng một loại thuốc tác động trên một điểm. Còn về mặt nguyên tắc thì chúng ta có thể sử dụng hai loại thuốc kháng virus tác động ở hai điểm khác nhau ở trên quá trình nhân lên của con virus. Nhưng mà khi chúng ta kết hợp hai thuốc đó thì chúng ta phải đánh giá cái hiệu quả cũng như cái nguy cơ cũng như cái sự tương tác thuốc đối với khi mà chúng ta sử dụng. Và hiện tại thì các cái kết quả nghiên cứu thử nghiệm thì nó chưa chưa có kết quả chính thức và cũng chưa được các cái tổ chức thế giới cũng như FDA Mỹ để công nhận. Cho nên hiện tại thì chúng ta mới chỉ sử dụng một cái loại thuốc kháng virus ở trên để tác động trên một cơ chế. Và hy vọng trong tương lai thì chúng ta có thể có những kết hợp giữa hai loại thuốc khác nhau hoặc ba loại thuốc khác nhau để làm tăng cái hiệu quả. Và cũng có một cái điểm nữa là để giảm cái việc kháng thuốc, bởi vì hiện hiện tại remdesivir thì nó cũng đã bắt đầu có xuất hiện các cái điểm đột biến kháng thuốc ở trên con virus. Và như vậy với con virus mà nhân lên nhanh mà cái việc không ổn định như vậy thì rất dễ sẽ xảy ra cái tình trạng kháng thuốc. Và như vậy cái việc mà chúng ta phối hợp thuốc ở trong tương lai là cái điều rất rất dễ rất rất dễ có thể khả thi. Và tuy nhiên chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu đánh giá một cách cụ thể và như vậy để đảm bảo tính an toàn khi sử dụng trên cho cơ thể, cho bệnh nhân. Cái câu hỏi thứ ba là đối với bệnh nhân điều trị kháng virus có cần theo dõi tải lượng virus để đánh giá hiệu quả hay không? Nếu có thì mục tiêu gì? Thực ra thì đối với những cái bệnh lý mà nó diễn biến kéo dài và thì chúng ta trong quá trình điều trị thì chúng ta cũng cần phải theo dõi tải lượng virus để đánh giá hiệu quả điều trị. Ví dụ như đối với viêm gan B, viêm gan C thì chúng ta cần phải đánh giá hiệu quả điều trị. Còn đối với các cái bệnh mà nó diễn biến thời gian rất là nhanh, diễn biến thời gian rất là nhanh thì cái việc là theo dõi tải lượng virus thì là một phương pháp rất là tốt. Tuy nhiên mà cái việc mà chúng ta xét nghiệm virus so với cái việc mà hiệu quả tốn kém và như vậy hiệu quả điều trị thì nó có tốt hay không, thì thực tế đối với virus SARS-CoV-2 thì các nghiên cứu ở trên thế giới thì người ta cũng đo tải lượng virus và người ta thấy sau khoảng 10 đến 14 ngày thì lượng virus ở trong cơ thể sẽ hết. Và như vậy thì với khi mà chúng ta điều trị thuốc kháng virus hay không điều trị thuốc kháng virus thì sau 14 và tối đa 21 ngày là lượng virus ở trong cơ thể cũng sẽ bị đào thải hoàn toàn, bởi vì nhiễm SARS-CoV-2 là một nhiễm virus cấp tính. Cho nên trong thực tế áp dụng lâm sàng thì cái việc theo dõi tải lượng virus để đánh giá hiệu quả điều trị thì cho đến thời điểm này thì chúng ta chưa thể thực hiện được. Một là cái kỹ thuật định lượng virus thì chúng ta chưa có, chúng ta mới chỉ biết là nó có dương tính hay không, và chúng ta cũng không đo được chính xác cái RNA của virus SARS-CoV-2, cho nên chúng ta chưa thể triển khai được. Nếu có thì chúng ta có thể, nếu mà thế giới hoặc là chúng ta có thể triển khai được định lượng RNA của virus SARS-CoV-2 thì chúng ta có thể định lượng trước khi điều trị để chúng ta xem là cái tải lượng virus của bệnh nhân này trước trước điều trị nó nhiều hay ít, và như vậy nó sẽ có mối tương quan với cái mức độ nặng của bệnh nhân hay không. Còn để chỉ điều trị đơn thuần thì cho đến thời điểm hiện tại có rất nhiều lý do để chúng ta không có thể triển khai được cái đo tải lượng virus. Cái quan trọng nhất là chúng ta chưa có cái xét nghiệm để đo tải lượng virus SARS-CoV-2. Cái thứ hai, cái hiệu quả của việc này so với cái kết quả thì nó sẽ quá tốn kém hơn so với nhiều so với cái việc mà chúng ta không đo. Cho nên là cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa chưa tiến hành đo tải lượng theo dõi tải lượng virus để đánh giá cái hiệu quả điều trị, mà chúng ta chỉ đánh giá dựa trên các cái xét nghiệm cận lâm sàng cùng với các cái chỉ số
các cái chỉ số mà đánh giá cái mức độ gián tiếp của lượng virus trong cái việc làm PCR, đấy chính là cái chỉ số CT ở trong cái kết quả PCR. Còn để đo chính xác cái tải lượng virus, lượng ARN virus ở trong cái mẫu bệnh phẩm thì hiện tại chúng ta không làm được. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn câu hỏi của các bạn. Vâng, xin cảm ơn chị Dung. Bây giờ có một câu hỏi nữa, hỏi các bạn hỏi bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ thì có thể sử dụng remdesivir được không? Thực ra thì đối với cái nhóm mà suy thận mãn chạy thận chu kỳ thì các cái kết quả nghiên cứu ở trên thế giới thì chưa được sử dụng nghiên cứu, cho nên trong cái khuyến cáo của FDA cũng như của Bộ Y tế Việt Nam, tức là remdesivir thì không được sử dụng cho các bệnh nhân mà có mức nọc cầu thận dưới 30 ml trên phút. Cho nên đối với những bệnh nhân chạy thận chu kỳ thì chúng tôi tiến hành triển khai. Nếu mà diễn biến dịch kéo dài đâu thì sẽ nghiên cứu, sẽ có các cái nghiên cứu ở trên những bệnh nhân có lọc máu chu kỳ để chúng ta có thể chỉ định cho bệnh nhân được hay không, thì chắc là sẽ phải đợi thời gian để có các nghiên cứu cụ thể, thì sẽ có những cái khuyến cáo của Tổ chức Thế giới, của FDA và cũng như của Bộ Y tế Việt Nam. Dạ vâng, mời thầy Đậu. Thầy cô, các anh chị có ai hỏi gì thêm được không? Giờ thì cũng có một bạn nêu câu hỏi là nếu mà bệnh nhân mắc COVID chỉ trích một mũi vaccine, sau khỏi bệnh bao lâu thì có thể trích ngừa mũi 2? Dạ, thì em cũng xin chia sẻ cái câu hỏi này của bạn. Tức là ở đây chúng ta trong cái đợt vừa qua thì số lượng nhân viên y tế của chúng ta hoặc các bệnh nhân mà bị mắc COVID mà tiêm trích một mũi thì cũng khá nhiều, nhất là cái nhóm nhân viên y tế. Ví dụ như nhóm nhân viên y tế ở Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy thì sau khi mà chúng ta bệnh nhân bị nhiễm mà đã trích một mũi rồi thì coi như bệnh nhân này là bệnh nhân đã bị mắc COVID, thì như vậy thì như cái câu hỏi ban đầu là chúng ta sẽ chưa có một cái khuyến cáo bao nhiêu lâu sau thì để trích mũi 2. Và như vậy trích mũi 1 thì coi như là đã được trích một lần, và sau đó sau khi mắc bệnh thì được coi như là một cái đợt miễn dịch thứ hai. Và như vậy thì đối với bệnh nhân này thì chúng ta sẽ đợi đến khi nào đánh giá xem là chúng ta có cần trích sau khi chúng ta khỏi bệnh hay không, sau 12 tháng. Và xin báo cáo thầy Châu ạ. Và có một bạn nữa cũng nêu một câu hỏi là bệnh nhân đã phẫu thuật tim, đang dùng kháng đông, thì kinh nghiệm sử dụng kháng đông cho COVID như thế nào? Xin mời các bạn. Bệnh nhân đã phẫu thuật tim mà đang dùng chống đông rồi, chắc là ví dụ như là thay van tim cơ học chặn đường chống đông hoặc một cái gì đấy rồi chống đông, bây giờ thì nếu có COVID thì dùng thế nào? Dạ vâng, cái này xin mời thầy Thạch ạ. Thầy Thạch có nhiều kinh nghiệm ạ. Vâng, mời thầy Thạch. Thầy còn online không? Có. Thầy này có thể chia sẻ thêm các cái câu hỏi mà vừa rồi mà các bạn có nêu ấy. Thưa thầy, vâng, vấn đề dùng phẫu thuật tim mà dùng kháng đông ấy thì bọn em cũng trong đợt vừa rồi thì cũng không gặp nhiều lắm. Nhưng tuy nhiên là những bệnh nhân mà đặt stent thì nhiều ạ. Thế các cái bệnh nhân mà đặt stent mạch vành các thứ họ cũng dùng kháng đông thường xuyên. Thế thì câu hỏi đặt ra là cái dùng sau phẫu thuật tim thì phần lớn là các bệnh nhân dùng các cái kháng đông, ví dụ như là cái syndrome kháng vitamin K hoặc là cái thuốc mà cái mà mình vẫn dùng cái thuốc chống đông đường uống ấy, cái NOAC. Thế thì đối với cái những trường hợp như thế thì chúng ta thấy là rõ ràng là có cái hiện tượng là có cái hiện tượng là bệnh nhân đã được dùng chống đông rồi thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần phải dùng nữa không? Thế bọn em nghĩ là cái chuyện này thì chắc là phải hỏi thêm để em sẽ tìm hiểu thêm về bên tim mạch. Chứ còn nếu mà những trường hợp đấy được trong vừa rồi trong Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một số bệnh nhân thì vẫn phải dùng chống đông như bình thường ạ. Bệnh nhân mà dùng đặt stent các thứ thì vẫn phải dùng thuốc heparin như bình thường ạ. Vâng,
Tôi cũng đồng ý ý kiến của anh Thạch. Thực ra thì bệnh nhân mà đã mổ tim nó dùng chống đông với đủ liều rồi thì như vậy là cũng sẽ rất là ổn rồi. Cái nguy cơ mà có thêm huyết khối tắc mạch nữa thì chắc là rất thấp thôi. Nếu mà đã dùng chống đông đủ liều rồi, coi như là liều các bạn đã dùng liều điều trị rồi mà. Thế bây giờ thì còn có một câu hỏi nữa liên quan đến vaccine trẻ em. Thì theo tôi được biết thì như ở Mỹ thì cũng đã bắt đầu cái chuyện mà cho sắp sửa cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên, rồi với vaccine Pfizer thì cũng có những nghiên cứu ở mức độ thấp hơn nhưng mà cũng chưa chính thức được phê duyệt. Có lẽ thì Dũng có thể chia sẻ thêm vấn đề vaccine của trẻ em không? Dạ vâng ạ. Báo cáo thầy Châu thì hiện tại thì các vaccine trẻ em thì đối với vaccine mà dưới 12 tuổi, còn trên 12 tuổi thì đã được có khuyến cáo để sử dụng một số vaccine rồi. Còn các vaccine của trẻ em dưới 12 tuổi thì hiện tại ở trên thế giới thì họ có một số các nghiên cứu thì đã đang triển khai. Tuy nhiên mà chưa có một cái khuyến cáo chính thức về cái sử dụng vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tuy nhiên là ở cái trẻ em dưới 12 tuổi thì cái receptor ACE2 thì đối với ở các cơ quan nó ít, cho nên cái nguy cơ khi bị lây nhiễm tiến triển nặng thì ít hơn. Tuy nhiên là để một cái đảm bảo cái nguồn lực sống chung lâu dài với sống chung với COVID thì chúng ta sẽ phải tiến hành bảo vệ cái khối cảm nhiễm bằng vaccine, và như vậy khi chúng ta đã tiến hành vaccine được cho tất cả các cái lứa tuổi thì như vậy lúc đó chúng ta sẽ sống chung an toàn với COVID-19 ạ. Em xin báo cáo hết ạ. Vâng. Về vaccine trẻ em thì ở Mỹ thì như vậy, còn ở Cuba thì các bạn biết đấy, bây giờ từ nước Phúc đi sang thăm Cuba thì cũng có cái vaccine của Cuba cũng bắt đầu được triển khai cho trẻ dưới hai trẻ từ 2 tuổi trở lên, cũng là cái mà cũng là hy vọng cho các trẻ em. Sắp tới chắc là Việt Nam cũng sẽ có cái quyết sách về vấn đề vaccine trẻ em, cũng cái nhu cầu cũng rất là lớn để cho các cháu có thể quay trở lại trường học. Thì chị Thu Anh có ý kiến gì thêm nữa không? Thì ra. Giờ thì cũng muộn rồi, có lẽ xin phép chúng ta sẽ dừng cái cuộc đào tạo trực tuyến ngày hôm nay ở đây. Thay mặt ban tổ chức thì xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô giảng viên đã chuẩn bị rất là công phu các cái bài báo cáo. Từ sáng nay thì thầy Dũng đã trình bày bài rồi, thì Dũng hôm nay thì vất vả chiều trình bày bài thứ hai vừa qua, và cũng sau đó các thầy các cô cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái bổ sung thêm các cái cập nhật cái kiến thức cũng như các kinh nghiệm mà trong quá trình thực tế tham gia ở cái địa phương. Thạc sĩ Võ Hải Sơn chiều nay cũng đã trình bày bài rất là hay về vấn đề tổ chức tổ trạm y tế gọi là lưu động, mà tôi nghĩ đấy là cái quyết sách rất lớn, mà đấy với cái kinh nghiệm thực tế của anh Sơn và trong quận 7 trong thời gian đầu, tôi nghĩ chính vì nhờ có kinh nghiệm thực tế như thế rất là sát với thực địa nên sau khi mà được Bộ Y tế rút ra mà ra nhiệm vụ cho xây dựng cái hướng dẫn mà tổ chức cái y tế lưu động trong vòng mấy ngày Bộ Y tế đã được ban hành, tôi nghĩ là cái kinh nghiệm thực tế của anh Sơn khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh đã giúp rất nhiều cho Bộ Y tế ban hành được hướng dẫn đó, là giúp cho cái địa phương đáp ứng được cái nhu cầu thực tế là khi mà bệnh nhân đông quá rồi không thể nào cách ly tập trung được thì cũng có hướng dẫn mà cách ly điều trị tại nhà cho những bệnh nhân mà hỗ trợ y tế cho người ta, những bệnh nhân không quá nặng chưa cần phải nhập viện, mà thì cái đó cũng giúp được giảm tải rất lớn cho các cơ sở y tế. Thực ra khi mà cái bệnh nhân nhiều quá thì các không thể nào tập trung hết vào các cơ sở y tế được, mà chúng ta có phân mức độ, phân luồng cho người bệnh thì cũng là để đem lại cái hiệu quả tốt nhất, dành những nguồn lực mà ở những cơ sở y tế để chữa những bệnh nhân có bệnh nền, các bệnh nhân có hiệu chuyển nặng để đem lại hiệu quả chung, cứu sống nhiều bệnh nhân hơn. Thì bây giờ thì cũng còn một số câu hỏi nữa, thì tôi xin phép được dừng buổi hội thảo ở đây. Xin được lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô giảng viên đã dành thời gian tâm huyết xây dựng các bài giảng và trình bày chia sẻ ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, cảm ơn Viện World Cup cùng các bạn bè quốc tế đã đồng hành hỗ trợ Cộng hội Việt Nam của ngành y tế Việt Nam trong cái việc mà phòng chống đại dịch COVID này. Và
Xin được một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe tất cả các chị em cán bộ ngành y tế nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và có buổi tối đầm ấm bên người thân ngày hôm nay nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả các quý vị.